Ok, hello tất cả anh em đang xem video này. Mình là thầy giáo cá đây. Thì hôm nay mình review cho anh em xem một cái bản driver mới, mới len can xà beng luôn anh em. Kể cả từ cái này cái kia nó đều mới hết, kể cả kỹ năng môn phái. Đặc biệt với anh em nhé, đặc biệt cái bản driver này kỹ năng môn phái được thay đổi, được thay đổi một số. Ví dụ như cái đào ho, con đào ho thì thường thường đánh kêu đó là nó ra như vậy, nhưng mà bây giờ nó sẽ bị thay đổi cái này cái nọ đi, nên là rất là thích. Nếu mà anh em muốn trải nghiệm một cái phiên bản khác hoàn toàn so với Vinagame, nói khác hoàn toàn thì cũng đúng, nó cũng còn một số phần giống, nó tựa theo, nhưng mà nó có rất là nhiều cái khác so với Vinagame anh em nhá. Thì ở trên màn hình của anh em thì đang là cái fanpage của cái game này là bá vương.net nha anh em. Còn cái fanpage hiện tại là Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Driver. Thì anh em xem fanpage thì cũng mới thôi anh em. Nếu mà anh em nào chơi game này thì anh em hãy nhấn like fanpage để ở chế độ xe đầu tiên, để làm chi những cái thông báo của cái game nó sẽ về với anh em nhanh hơn đó. Những cái thông báo, những cái cập nhật của game này nó sẽ về với anh em nhanh hơn. Và bây giờ khi mà muốn vào để tải game thì anh em nhắm vào phần tải chiến game đi này, vinxbavuong.net đây, thì nó sẽ nhảy qua trang chủ, anh em bấm vào đây để tải game về. Thì nó có iOS hoặc là Android, anh em đều có thể tải được Android hoặc PC nha. Android và PC thì anh em tải ở đây, còn iOS thì anh em tải ở đây. Ở đây thì cũng không có gì để nói. Chúng ta nói đến ngày khai mở máy chủ S1 là 9 giờ sáng ngày 15 tháng 7 năm 2019, tức là ở tại thời điểm mình làm video này là ngày 14 tháng 7. Thì ngày mai đối với mình ở thời điểm hiện tại là ngày mai, còn đối với các bạn xem video này thì là ngày 9 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2019 nha anh em. Nếu anh em muốn nhận code này thì anh em hãy làm hai bước đơn giản thôi: like và chia sẻ bài viết ở chế độ công khai, sau đó inbox cho fanpage là người ta sẽ gửi code cho anh em nha. Thông tin code thì anh em xem tại đây, còn tỷ lệ nạp anh em xem tại đây. Nói chung có link cho anh em xem hết, cập nhật vào fanpage là tất có tất cả mọi thứ mà anh em muốn. Đó, nâng cấp hệ thống các skill môn phái đẹp hơn, mạnh hơn, độc lạ hơn, khiến bạn không lại bỏ lỡ. Nói chung là mấy cái này cũng ấy thôi anh em. Và bây giờ mình bắt tay vào bắt đầu review vào game luôn nhá anh em. Cái bây giờ em sẽ vào cái bản này là bản test. Nói chung là ngày mai mới open, nhưng mà em thì em được vào để em review sơ qua cho anh em xem trước. Ok anh em đợi tí nha. Chúng ta đi test sửa skill cho anh em xem. Ngoài ra cái game này thì anh em có thể gọi là đi hoạt động, đi đồ các thứ, nói chung là ba la thì nó cũng tương tự như những cái bản driver khác thôi. Tuy nhiên á thì ở đây thì ủa sao đưa tôi vô đây không có ai nhỉ, đi ra chỗ khác được không? Để mình chạy về một cái chỗ nào đó để đánh thử skill nó khác bọt như thế nào, xong rồi thay nên sau đó mình sẽ thay đổi các phái, mình đánh cho anh em xem tất cả các phái nó như thế nào anh em nhé. Nhập code được quà này nọ các thứ cũng giống như những bạn khác thôi, nhưng mà ở đặc biệt ở đây á thì anh em biết cái đặc biệt ở đây là như thế nào, là skill môn phái nó hoàn toàn thay đổi, cực kỳ đặc biệt, cực kỳ thích mắt. Để coi thử. Ôi đùa chứ không chạy xuống map 10x đánh đi chứ, map này nó mạnh quá. Từ tôi có trang bị không? Không có trang bị. Tôi nhận trang bị được không?
Ủa cái này sao tôi tăng sức mạnh anh ta? Chết mẹ, cứ nhầm vô cái nhận đạo cụ này phải nhập 7 cái gì đó ra. Tôi đâu có trang bị đâu. Tăng cấp quân hàm nè. Ok, như vậy là được rồi. Lên quân hàm truyền thuyết đi. Bây giờ chạy ra cái bãi nào đó mình test skill thôi anh em. Mình đứng mình test skill thôi chứ không muốn tăng để anh chi hết á. Chủ yếu chạy đi test skill thử nó đẹp hay không thôi. Rồi tất cả các phái đai đây. Bây giờ là từ từ tắt auto đi. Bật skill lên. À, bật skill vậy mình sẽ không thấy được cái skill nó đẹp như thế nào. Ôi nhảy. Skill này quá anh em ơi. Ôi còn đánh tay nè. Ui mình giao bá. Coi skill này là sao. Skill này sao cứ nhảy vậy. Skill này được xài liên tục luôn à. Đi trang rất là nhiều kinh nghiệm nha anh em. Như anh em thấy tham gia các hoạt động thì nó có cho anh em rất là nhiều item, tức là những quà tặng này nọ các thứ đầy đủ cho anh em luôn. Còn vào game thì các tính năng, nói chung là khi mà anh em đạt cái level nào đấy thì anh em sẽ nhận được cái móc quà tương tự. Nhập đầu cụ 1 2 3. Ok, để mình nhận cái Ok, mình coi thử mình có cái lệnh bài gì. Đây là lệnh bài dùng để nhận thưởng gói quà không? Thì ví dụ như mà anh em tới cái cấp 60 thì anh em có thể nhận được cái quà của cái cấp đó. Nói chung là ở cấp nào nhận được quà cấp đó anh em, nó cực kỳ thích nha. Bây giờ để coi thử mình đổi phái được không. Mình đổi sang một cái phái gì đó ha. Để coi thử đổi phái kiểu gì nè. Chuyển phái sang đào hoa đi. Ok, đào hoa thì skill này nó cũng khá là giống thôi, không có gì khác. Phái đào hoa thì nó giống anh em, còn không biết những phái khác nó như thế nào. Ok, mình chuyển sang phái cung lôn đi anh em. Nó thay đổi skill một số phái thôi anh em nhé. Cung lôn. Ui xây đẹp thế. Đó, đây là phái cung lôn anh em nhé. Nói chung là skill rất là đẹp mắt luôn anh em. Bây giờ mình lại đổi sang một số phái khác nữa để xem thử nó như thế nào anh em nhé. Ví dụ như là võ đan chẳng hạn. Ok, mình xem thử võ đan nhé anh em. Ui, tôi nói ông nó võ đan luôn á. Ui, nó võ đan. Ui, nó võ đan kìa anh em, nó võ đan kìa. Ok, võ đan. Chúng ta đổi sang hoa sơn cho anh em xem nhé. Hoa sơn. Hoa sơn này mình không biết BK nữa, mình biết chả biết dùng kiểu gì cho nó hợp lý nha. Ủa, hoa sơn cắm kiếm kìa. Ê, đánh thằng nào cắm kiếm đó hay sao á. Đây nè.
đánh thường nó tự nó xài kêu bung 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 kìa. Oai, ôi nhìn cái anti nó nè. Ui mấy ông thấy không, mấy ông thấy không? Từ từ làm cái gì để xài anti. Ui cái anti xài hoài luôn. Hợp lý. Đổi sang phái khác thử. À phái yếu đuối tí trường ca thử coi như thế nào. Trường ca đâu rồi? Trường ca. Cái này thì không có gì khác. Ui cũng đẹp vậy nhá. Ui má xịn và nhái nha. Xịn và nhái mấy anh em. Tôi nói mấy bạn này tôi trải gì chơi là độ quýnh lộn loạn xạ luôn. Không biết nào kỹ năng như thế nào trơn. Lao vô là tấp thôi. Ba đao đi. Kỹ năng đẹp phải nhái ra luôn ấy. Nó làm lại đẹp. Đẹp thiệt á. Kỹ năng nó làm lại đẹp quá anh em. Kỹ năng làm lại quá đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Đặc biệt cho anh em xem cái phái là anh em nên xem cái phái. Anh em nên chơi. Em nghĩ là nên chơi. Theo em thì em thích. Để coi thử tiêu dao nó có cái gì không. Tiêu dao thì hình như không đổi. Ok. Tôi thấy là cái phái mà võ đan là đẹp nhất. Nhưng mà mặc dù nó chưa có bí kíp đồ gì hết nha. Kỹ năng tôi chưa tăng luôn. Tôi vô test nhìn thử đẹp hay không thôi. Nhưng mà ông nhìn nè. Cái kỹ năng này nó bá gì đâu á. Uầy. Nó còn ghê hơn cái kỹ năng của thằng Công Lôn nữa. Mấy ông hiểu. Lướt cái hồi lại kỹ năng. Quýnh tiếp. Tôi nói con võ đan này mà đem vào bản Vinagame hả. Là chùm. Thậm chí cả tiêu dao vào cũng sắp mặt nữa. Nè, anh em nhớ nha. Cái con võ đan này nha, khi mà nó lắc cái dòng này. Ui. Anh em thấy không, xài mấy kêu kia là nó bung ra cái kiếm kìa. Nó bung cái kiếm ra nè. Ôi nãy có bung cái kiếm mà sao giờ hết bung rồi. Nãy có bung cái kiếm ra mà giờ hết bung rồi. Đó, quay. Nè mấy con quái lắc lư, quái lắc lư luôn. Quýnh mấy con quái tới lắc lư là anh em hiểu rồi. Ok thì sơ em review qua tất cả các skill của các phái cho anh em xem sơ qua vậy. Rồi để coi thử gói phúc lợi thì cũng bình thường thôi anh em. Đây nhá, em tiếp theo đó là em sẽ review cực kỳ chân cát nó có những gì. Ok đây, kỳ chân cát thì được coi trang bảo. Cái đây là bùa quý tinh xảo nguyên liệu dùng nâng cấp trang bị bạch kim lên trang bị viêm đế. Tức là ở đây nó sẽ có một cái trang bị gọi là trang bị viêm đế nữa anh em. Trang bị viêm đế nữa. Căng chưa. Trang bị viêm đế. Này nâng cấp trang bị viêm đế lên trang bị bá vương. Ui tức là lên một trang bị nữa. Còn này bá vương lên trang bị sát thần. Căng á, nói chung là mấy cái này căng á. Nói chung là cái game này anh em nâng lên, anh em nào càng cao là càng mạnh á, chứ không giỡn đâu à. Nói chung là bộ trang bị này là mình thấy lần đầu tiên. Bùa tiến cấp đá hồn. Bùa tiến cấp đá hồn tức là đá hồn level 5 tiến cấp phát lên level 6 hả. Cống hiến thì nói, tu vi thì nói, mấy cái này thì cũng bình thường. Huy chương hoàng kim thì cũng chả biết là gì. Mấy cái này thì không có gì cả, đặc sắc cả. Ở đây thì cũng thủy tinh rồi thôi. Chỉ có mấy cái kia là trang bị đồ cũng căng thẳng. Mấy cái này thì được mua thoải mái, không có giới hạn. Tam xính thạch thì quá rẻ, anh em thích cưới ai cưới luôn. Sử dụng nhận được 5 nhân bảo dùng để tích trữ nhân bảo. À nó có luôn cái này nha anh em. Thường thường game, những cái game lậu như thế này, ví dụ em mát kim ngân bảo ấy, thì nó sẽ bị âm kim ngân bảo. Thay vì đó khi gần mát rồi anh em mua cái lệnh bài này anh em cất. Rồi mốt cần dùng anh em lại xài. Đó cực kỳ hợp lý nha anh em. Hợp lý và nhái luôn. Em thích cái này á. Và kể cả bạc nữa này. À cái này là kim ngân bảo đổi ra bạc. Xài mua cục dùng là tăng bạc lên. Hợp lý nha. Đỡ phải rung cái tiền.
Đó, đỡ phải rung cái tiền anh em. Ok, thì sơ sơ qua em sẽ review cho anh em xem nó sơ như vậy thôi. Rồi muốn cụ thể như thế nào thì 9 giờ ngày mai, 9 giờ ngày 15, ngày 15 tháng 7 năm 2019 thì anh em hẳn vào đây mà anh em chơi nhé anh em. Còn mình cũng xin phép mình review sơ qua lại cái fanpage cùng với lại là cái trang chủ nó một lần nữa cho anh em xem. Thì đây là fanpage của game, một cái game cực kỳ hay theo đánh giá cá nhân của mình, với hệ thống skill cực kỳ mới. Và để mà nói thì theo mình biết được thì cái ông admin của game này ổng khá là chăm chút tới member, nên là cái việc anh em tham gia bất kỳ cái lỗi gì, anh em chỉ cần inbox qua fanpage, nói là ABCXYZ cái lỗi gì đó anh em nói ra là người ta sẽ giải quyết cho anh em ngay lập tức. Hoặc là có bất kỳ cái vấn đề gì, lỗi cái này lỗi cái kia thì anh em cứ liên hệ cho fanpage để báo nha anh em. Nhớ nhấn like fanpage cùng với để chế độ xem đầu tiên để mà những cái thông tin từ fanpage này anh em cập nhật sớm nhất có thể anh em nhé. Còn ở đây là trang chủ, ở đây là trang chủ Bá Vương, Zenith Bá Vương .net. Anh em tải game thì anh em nhấn vô đây là tải, còn đăng ký tài khoản thì nhấn vào dòng thứ hai. Còn đọc đọc tất cả thông tin rồi các thứ, nói chung tải game về thì nó cũng đơn giản thôi. iOS thì có hai link, ví dụ anh em tải link này không được thì xuống link này tải, link này link cũng dự phòng thôi. Android cũng cũng tương tự như vậy đó, link này là link ở Việt Nam, còn link này ông nào ở Mỹ thì tải, còn link này là link driver chắc là dự phòng. Đây dưới đây có hướng dẫn cả cài đặt luôn, anh em nào mà không biết hướng dẫn ấy thì anh em anh không biết cài ấy thì anh em xuống đây mà để nó hướng dẫn hết chứ nha anh em. Vào cài đặt ở Android thì anh em vào cài đặt và bảo mật, chọn cho phép cài đặt file không rõ nguồn gốc. Khi bấm nút cài đặt ABCDZ đấy, nói chung á là nó hướng dẫn hết dưới đây, anh em đọc là anh em biết tải ngay. Một lần nữa em xin nhắc lại là game này 9 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2019 nó sẽ open chính thức nha anh em, tức là ngày mai đấy. Và cái hệ thống skill cực kỳ mới cho anh em xem lại một lần nữa, ghiền chơi này đủ. Tôi nói xem cái thằng võ đan này đánh mà không vô chơi là tôi nói mấy ông sao, cũng bắt ông sao rồi đó. Đó, thấy nó đánh giờ thấy thằng võ đan nha, thằng này thằng gì chứ thằng võ đan hả? Oài, trời ơi, lướt cái hồi skill, quay tiếp là quay mệt luôn á, nó quay chắc cũng phải là 30 giây vậy đó. Nhìn cái kêu quay nó nè. Trời ơi, nó quay. Trời ơi, à đâu, kêu quay nó quay hoài luôn, không có điểm giờ luôn mẹ ơi. Đó. Đó, nó bung kiếm ra nữa kìa, nói chung cái nội tại gì á cũng chả hiểu nữa, nói chung là võ đan ở bên này rất là mạnh, tôi nói nó bá mày nhái luôn. Đó, tranh quái thì rơi vật phẩm nha anh em, rơi khá nhiều vật phẩm. Rồi anh em đi các tất cả các hoạt động thì cũng có vật phẩm cho anh em, ví dụ như đi cái hoạt động này hoạt động kia đi quấn lộn rồi thì ngoài ngoài những cái này ra thì nó vẫn còn cái đồ khác nữa nha. À đâu, hình như là đúng rồi, mấy cái đồ này nè, nghĩ sao mà đi cái con này mà nó ra đá mấy đá xịn xịn này luôn á. Nói chung là anh em đi mấy cái hoạt động thì ra rất là nhiều đồ xịn cho anh em, ra item mà mặc dù nó không hiển thị trên đây nhưng mà nhiều lúc nó cũng rơi vào túi của anh em nha anh em. Nên là anh em khi một lần nữa là anh em nên vào thử một lần chơi game này và sẽ không phí thời gian của anh em đâu. Nếu mà anh em nào mà không vào chơi thì em nghĩ anh em đã phí mất anh em đã dùng sai 30 phút cuộc đời của mình rồi. Nếu mà anh em bỏ 30 phút ra chơi thôi, đảm bảo một điều là anh em sẽ ở lại đây anh em chơi luôn cũng có ấy, tại vì nó đẹp quá. Nó đẹp quá anh em. Tại vì em đang dùng cái tài khoản này là tài khoản admin để mà em đăng nhập vào để em review cho anh em xem, chứ còn nếu mà anh em mà không có tài khoản admin anh em chơi á, với tất cả anh em chơi vào chơi thì nó chỉ là bình thường với nhau thôi. Đừng có bấm một cái chỗ lực chiến này rồi đồ chi nha mấy ông nội. Đó, với lại là server này hiện tại thì nó đang mở ra cho vui vui vậy thôi, để cho anh em vào anh em test thử không. Ngày mai thì nó sẽ bắt đầu nó đóng lại nên em mới được vào test nè. Ngày mai thì nó bắt đầu nó đóng lại là nó mở lại, 9 giờ nó mở lại là trong server chả có ai hết, ai cũng như ai mới vào chơi thôi anh em. Ok, thì nói chung là clip này nội dung em làm sơ review một cái bản cực kỳ mới cho anh em, với cái hệ thống skill hoàn toàn mới và nhiều ưu đãi hấp dẫn cho anh em chơi. Đấy, nó bung kiếm này, ú gì ghê thiệt. Ok, bây giờ thì em xin phép dừng clip tại đây. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nha.
Ngày mai em sẽ vào em test thử mới được. Đẹp quá. Mai tôi vào lấy top 1 cho mấy ông coi. Vô ngồi quay bét từ sáng tới chiều luôn á. Bye bye.